bé này ra đời tới giờ cha nó theo người khác, cho nên giờ em phải nuôi hai đứa. Lần đầu tiên em đi bán vé số ra em nhận thấy trời, tại vì nắng quá rồi mấy chú tài xế cho dù. Lúc trước là em che dù chứ không phải em che cái này, rồi em che bốn bên. Em ở nhà chợ với nhỏ em chồng, tuy chồng em mở nhưng mà em chồng ấy cũng thương em. Ngày nào đỡ ngày đó đỡ tốn tiền nhà chợ. Trời mưa trời nắng gì đó, ba mẹ con có cái mảnh bạt mảnh vải đó, che nắng che mưa đó, có vậy thôi đó. Mưa to thì là em chạy thì là mẹ con nhà chị cũng chạy thì chiều chiều thì thấy nó đi trên bờ bán số đó. Nguy hiểm lắm, mẹ thì đứng bên dưới, con thì đứng trên bờ, nó cứ lòng vòng đi đó. Bán một ngày được 150 tờ, số có khi em bán ế thì em đưa cho mấy dì phụ. Em cũng muốn cho con em cấp sách tới trường như con của người ta, như của con của bao người khác vậy đó, nhưng mà em không có đủ khả năng.